liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi bị ném từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông Rạch Giá – Long Xuyên. Sáng ngày 12 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải, sinh năm 1983, cư trú xóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 11 tháng 9, ông Bùi Ngọc Thọ, 63 tuổi, ngụ Ô Môn, Cần Thơ, đang chạy ghe qua cầu Tôn Đức Thắng, nối phường Mỹ Hòa với phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, thì phát hiện một bé trai đang chơi với chìm dần xuống sông, nên lập tức cùng con trai lao xuống nước cứu người. Cùng thời điểm, Công an tỉnh An Giang nhận tin báo từ người dân thành phố Long Xuyên về việc có một người đàn ông đi ra giữa cầu Tôn Đức Thắng rồi ném bé trai xuống dòng sông. Sau đó người này bỏ đi. Bằng nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Hồng Hải. Theo kết quả điều tra ban đầu, Huỳnh Hồng Hải có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng và con trai 4 tuổi. Trưa ngày 11 tháng 9, người phụ nữ nhờ Hải chở con trai của mình đi dạo chơi. Do ghen tuông, bực tức, Hải đã chở bé trai đến cầu Tôn Đức Thắng và ném xuống sông.